Hello, xin chào tất cả anh em. Chào anh em đã quay trở lại với kênh Chó Phú Quốc Vlog. Hôm nay lại tiếp tục giới thiệu tới anh em 4 em cái, 1 vàng, 3 vàng, 3 em vẹn vàng nha, 3 em cái vẹn vàng và 1 em vàng nè, vàng bò xoay kiếm. Tất cả các em đều là xoay kiếm hết. Anh em có nhu cầu về con giống này, mùa Covid sẽ để giá ưu tiên cho anh em này. Mùa Covid sẽ để giá ưu tiên cho anh em nhá, chó ở Sài Gòn nhá, anh em nhá, chó ở Sài Gòn đến bắt tại trại có giá ưu đãi luôn. Đấy, xoay kiếm hết anh em nhá. Vện vàng rất là đẹp, vện vàng má bạc này, vện vàng móm đen này, mắt mũi ok, xoáy xếp đầy đủ. Đấy, rất là ok luôn. Anh em có nhu cầu về con giống vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình để bên dưới. Đây, bốn em này, bốn nàng công chúa này, giá cả mùa Covid này rất là ưu tiên cho anh em luôn. Đấy, vện vàng khá là đẹp anh em nhé, vện vàng khá là đẹp, đuôi cong chuẩn này, hàng nuôi trong nhà dưới xuống các kiểu luôn, để giống cũng được luôn, hàng đẹp ok. Con bé cái này, cái vàng má bạc này rất là đẹp này. Giá rẻ thôi anh em ạ, anh em inbox vào Zalo nhá, anh em inbox vào Zalo nhá, inbox vào Zalo cho mình nhá, không nhắn tin trên video anh em thông cảm nhá. Vui lòng inbox vào Zalo cho mình để trao đổi thông tin trực tiếp này. Những bé vện vàng khá là đẹp này. Thế, tai lên căng đét luôn. 2 tháng rưỡi đã chích 2 mũi này, 2 tháng rưỡi đã chích 2 mũi này. Chích mọi miền Tổ quốc luôn ra anh em ạ. Vện vàng má bạc và vện vàng móm đen đầy đủ nha, xoáy kiếm nha. Đây, vàng cái xoáy kiếm luôn ạ. Vàng cái xoáy kiếm này, giá cả mùa Covid này, nhanh tay này, chỉ còn 4 em cái này thôi ạ. Chỉ còn 4 em cái này thôi, anh em nhanh tay nhá. Cảm ơn anh em trong thời gian qua đã theo dõi kênh Chó Phú Quốc Vlog. Anh em tiếp tục đăng ký, nếu chưa đăng ký nha, đăng ký để xem tiếp những video và những con giống phù hợp cho mình. Anh em có nhu cầu về con giống vui lòng liên hệ theo số điện thoại mình để bên dưới hoặc inbox alo nha, để trao đổi thông tin trực tiếp. Alo, alo, cảm ơn anh em rất là nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.